Entam là cái tên nặng cân trong sàn đấu kem chống nắng. Entam cho ra mắt người tiêu dùng với nhiều dòng mang chỉ số SPF khác nhau, khiến nhiều chị em chúng ta khá bối rối khi lựa chọn. Để dễ dàng hơn trong việc chọn cho mình một em kem chống nắng Entam đi phù hợp thì cùng theo chân mình tìm hiểu top những loại kem chống nắng Entam và loại da nào thích hợp nhé. Review 4 loại kem chống nắng Entam đi tốt nhất nên mua 2020, ngoài việc được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Entam còn thường xuyên xuất hiện trong hàng loạt danh sách kem chống nắng được các chuyên gia làm đẹp bình chọn. Là thương hiệu đến từ Mỹ, Entam cũng chiếm trọn con tim của nhiều chị em phái đẹp Việt Nam. Khi chọn Entam, bạn sẽ nhận được tư vấn phù hợp với loại da, nhu cầu cũng như tình trạng da để kem chống nắng có thể đem đến hiệu quả bảo vệ tối ưu cho da bạn. Để dễ dàng hơn trong việc chọn lựa của bạn, mình sẽ review chi tiết 4 sản phẩm khu công nghiệp Entam đi tốt nhất. Bán chạy nhất nên mua nhé. 1. Entam UV Clear Broad Spectrum SPF 46 cho da dầu mụn. Entam UV Clear Broad Spectrum SPF 46 là sản phẩm được cho là top sản phẩm best seller của Entam. Ngoài việc giúp bảo vệ da khỏi các tia UVA, UVB chống ô nhiễm thì Entam UV Clear Broad Spectrum SPF 46 còn giúp làm sáng làn da, giảm mụn, giảm kích ứng và làm mờ các đốm da không đều màu, đem đến làn da tươi sáng, rạng rỡ hơn. Review thực tế kem chống nắng Entam UV Clear Broad Spectrum SPF 46. Ấn tượng đầu tiên của tớ khi cầm trên tay em kem chống nắng Entam UV 46 là thiết kế khá xịn sò. Khác với các loại kem chống nắng dạng tiếp khác, Entam 46 là dạng chai cứng cáp với vòi bơm tiện lợi. Đảm bảo vệ sinh, tôn màu chủ đạo của chai là màu trắng với dòng chữ đen, đỏ đơn giản. Không hiểu tại sao nhưng mình nhìn thiết kế của em ý lại có cảm giác an toàn và tin tưởng. Sản phẩm không chứa dầu, khi bôi lên da có cảm giác nhẹ mặt với 9% zinc oxide giúp bảo vệ khỏi tia UVA và UVB gây tổn thương da. Thành phần chứa cyclomethicone là silicon bay hơi nên là da có cảm giác mát mát lúc mới bôi, với mình thì ưng ý em này ở điểm không gây bí da. Không lo da lên mụn sau khi bôi, mà trong kem lại chứa chất chống oxy hóa nên có khả năng giảm thâm mụn, làm đều màu da và hạn chế tổn thương da. Ưu điểm kem chống nắng Entam UV 46, chất kem mỏng nhẹ, dễ tán, giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn hiện tượng sạm da, niacinamide có tác dụng ngừa mụn.